Cảm tạ, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động Công an Tây Ninh, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an huyện Tân Biên, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an các đơn vị huyện, thị xã, thành phố, Tỉnh ủy, các cơ quan ban ngành đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cùng gia đình thông gia, bà con họ hàng thân thuộc gần xa, bà con lối sớm, bạn bè thân hữu gần xa, đã đến phúng điếu tiễn đưa chồng, cha, ông chúng tôi là ông Ngô Xuân Quý về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tan gia bối rối, không tránh khỏi sơ suất, gia đình chúng tôi xin nhận được sự thông cảm và lượng thứ. Thay mặt tan gia, vợ và các con xin chân thành cảm tạ.